Câu này nó dài lắm. Tóm tắt lại cái ý là như thế này. Chị Ni ơi, cảm ơn chị về bài viết về hôn nhân mà gia đình chị vừa mới viết. Không biết em inbox như vậy cũng có hơi dài, có làm phiền chị không? Ok em, không có sao cả, cứ viết cho chị. Không có ai tâm sự thì có viết cứ viết cho chị. Và chị làm được gì thì chị sẽ làm nha. Bây giờ em đang sống trong một cuộc hôn nhân, em xác định luôn là chắc trong tương lai sẽ có ngày ly dị. Thì hôn nhân này đâu có ý nghĩa gì nữa phải không chị? Tình cảm của em với chồng thì vẫn còn, nhưng em muốn ly dị vì lúc nào em cũng bị gia đình chồng khủng hoảng tinh thần, nên buồn quá không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Không biết khoa, em không làm dâu vì mẹ chồng em đã mất, bố chồng em thì lấy vợ khác sống riêng nên tụi em cũng sống riêng. Cuộc sống của tụi em luôn tốt đẹp, và rồi cái tốt đẹp đó đã không còn nữa khi em có con. Em có 3 đứa con, 2 đứa con trai sinh đôi và 1 đứa con gái. Và cả hai vợ chồng đều đi làm độc lập về tài chính, nhưng vẫn thấy buồn quá. Đọc tới khúc này thì mình thấy nó ổn chứ ha. Không có sống chung này, rồi con cái ổn định, rồi vợ chồng đều có công việc độc lập mà vẫn buồn. Rồi để tiếp theo vì sao buồn đây. Mặc dù em sống riêng nhưng phía gia đình chồng cứ qua nhà em nói này nói nọ. Em nghỉ xin vài tháng thì nói em mang là gánh nặng cho chồng, em phải đi làm lại. Vợ chồng em thấy thay phiên nhau trong con cái thì nói em bỏ bê con cái làm chồng em thiếu ngủ, trông con mệt. Chị biết rồi đó, trông trẻ sinh đôi rất là khổ. Nhưng mà trộm vía thì 3 đứa con em đứa nào cũng khỏe mạnh, dễ ăn dễ ngủ. Vậy mà khi con té một cái là cũng tại em, con táo bón thì cũng tại em, nói ông không có chịu chăm con. Làm như em sinh ra là mắc nợ gia đình anh ấy vậy. Và còn nhiều chuyện nữa. Bố chồng của em thì tối ngày tụng kinh niệm Phật, nhưng cũng rất là dữ dằn, không thua gì mấy cô và bác của chồng. Ông không ở chung, không chăm sóc cháu phụ một chút nào hết, nhưng lúc nào cũng nói tới nói lui, kêu là buồn quá vì thấy con trai rất là bận rộn, tội nghiệp, con dâu không có giỏi giang để cho nó đỡ khổ, đại loại là như vậy. Trời ơi, em cũng làm như một con trâu, sáng sớm đi làm về rồi trông con, công việc nhà cửa cơm nước, cơm thì bưng sẵn tới miệng chồng. Chồng em cao lắm thì cũng chỉ phụ rửa chén thôi, chứ đâu biết là biết nấu cơm làm gì. Em làm cái gì cũng không vừa lòng gia đình chồng cả. Chồng em mặc dù có phụ vợ trông con, nhưng anh là người rất kỹ, anh không chịu gửi con để babysitter trông, vì anh nói họ trông không có tốt. Mẹ ruột em thì cũng thương em nên qua ở để phụ trông con để em đi làm. Vì anh kỹ tính quá nên anh yêu cầu cao quá, lúc nào cũng la mắng em, la mắng luôn cả mẹ em. Em với mẹ cũng có nói lại anh nhưng anh vẫn không thay đổi. Mỗi lần baby té hay bị trầy xước là quay mắng em hoặc là mắng mẹ em. Phức tạp ha. Mẹ em có lần chịu không nổi nên đã nói cho bố chồng em nghe để họ biết con trai của họ hỗn láo như vậy. Anh xin lỗi nhưng rồi cũng chứng nào tật ấy. Mẹ em cũng không có thích mấy bà cô, bác của chồng vì họ cứ qua nhà nói tới nói lui trách móc, đổ thừa cho em cãi lại mấy người đó cũng được nhưng em không làm. Vì em nghĩ làm vậy cũng đâu có hay ho gì, chồng em đã mồ côi, giờ đến cô bác mà còn giận luôn thì cũng tội nghiệp cho anh ấy. Sợ mai mốt không còn bà con ruột thịt nào giúp đỡ anh ấy. Sống ở Mỹ, this is the land of freedom, đất nước của sự tự do, nhưng em cũng độc lập về tài chính mà sao em thấy ngột ngạt quá chị ơi. Mặc dù không bị đánh đập về thể xác nhưng ngày nào cũng bị khủng bố tinh thần thế này thì làm sao em chịu nổi. Em không biết mình có nên ly dị không, vì trước sau gì em nghĩ chắc cũng phải ly hôn thôi, vì em buồn quá, em không có sống được. Nếu chị Ni là em mà gặp phải trường hợp chồng và gia đình chồng như vậy thì chị Ni sẽ phải làm sao đây? Wow, khó quá ha các bạn ha. Cô bạn này là nghĩ như là có tất cả mọi thứ ha, có công việc, có gia đình riêng, có con cái, nhưng mà vẫn có những cái áp lực từ bên ngoài vào. Như Ni từng nói đó,
hôn nhân của hai người phải là hai người là chính, còn mới là bà con cô bác là những người phụ mà thôi. Mà trong trường hợp này thì những người phụ đã dần dần đóng vai chính và tạo áp lực cho hai cái đôi vợ chồng trẻ này. Khó quá ha. Ni nghĩ là như thế này, đọc qua hết cái bài này thì Ni thấy là giữa hai vợ chồng có một vài vấn đề nhỏ nhỏ, nhưng mà đại loại là vẫn ổn, vẫn thương nhau, vẫn phụ nhau, vẫn được. Hai người chính mà không có vấn đề thì những người phụ tức tốt nhất là không nên có vấn đề, đúng không? Cho nên đi thấy là cuộc hôn nhân này ấy, là mình vẫn còn cứu vãn được, từ vì những cái tốt đẹp nó vẫn còn ở đó. Hai người chúng ta nên phải nói chuyện với nhau một cách thành thật. Và Ni nghĩ đó, để nói chuyện đối đáp với gia đình của anh ấy, cái người mà nói ở trong một cái vị trí mà có thể nói là anh ấy. Còn mình dẫu sao cũng là phận, là con, là dâu đó. Mình nói cái gì nó cũng sẽ là hỗn, cái gì nó cũng sẽ là sai, và không có giải quyết được cái gì cả. Hả? Cho nên bây giờ ở đây, như Ni nói đó, gia đình là một chiếc thuyền, vợ và chồng là những người thuyền trưởng, và các con là những hành khách đi trên cái chiếc thuyền đó. Thì hai người thuyền trưởng phải là tâm đầu ý hợp, lái cùng về một phía, chứ mà người đông người tây là sẽ không có tới đâu cả, đúng không? Cho nên bây giờ là hai vợ chồng chúng ta phải cần ngồi xuống nói chuyện với nhau, và nói theo một cái tinh thần như Ni luôn chia sẻ đó. Trong hôn nhân, khi mà mình nói, hay là không, ngoài hôn nhân cũng được, với bất cứ một người nào khác, một cuộc nói chuyện nó chỉ có hiệu quả khi mà mình không có... Chào con. Được chút xíu. Yes con. Được rồi, cái này là con sẽ được hai cái, và bộ em được một cái nha. Cho mẹ thêm mấy phút nữa là mẹ xong mẹ đi chơi với con nha. Nâng nhiều quá con. Hai thôi nha. Rồi, cảm ơn con. Rồi. Ok. Trở lại cái câu chuyện này thì là mình đang nói đến chỗ nào ấy nhở? À đúng rồi, trong bất cứ một cái cuộc nói chuyện nào muốn nó có kết quả tốt đẹp thì là mình không nên tấn công người ấy. Anh tại sao không chăm con phụ em, tại sao anh lười, tại sao anh này anh kia, thì nó sẽ không có hiệu quả. Nhưng mà mình luôn luôn nói về cái tính tốt của anh ấy, và mình sẽ nói là ồ, cái hành động này nó không có ổn thôi, chứ mà anh thì rất là ok hả? Rồi mình cũng trình bày những cái gì mà em nói với Ni này. Em muốn ly hôn thì anh ấy phải là người biết, đúng không? Em phải chia sẻ về những cái cung bậc cảm xúc của mình, nó những cái lý do A, B, C, D, và nó làm cho em có muốn đi đến một cái kết luận là như thế này, thì anh ấy cũng cần phải biết. Nhưng mà tất nhiên mình không có đem nó ra để mà mình hù dọa, mà mình thực ra mình chưa cần nói đến cái vấn đề là mình muốn ly hôn cũng được nữa, tại vì Ni nghĩ là nó không cần thiết, vì bây giờ mình chỉ muốn tập trung là giải quyết các vấn đề A, B, C thôi, đúng không? Thì là hai người với nhau, không có những người xung quanh, không có bạn bè, không có con cái, hai người mình đi ra ngoài, mình ngồi nói chuyện với nhau. Nếu mà được đó thì sắp xếp để mà hai vợ chồng có thể có được một cái kỳ nghỉ cuối tuần riêng với nhau, để mà mình chỉ là hai người với nhau mà thôi, thì là mình mới có thể tập trung cho cái hôn nhân của mình được. Thì Ni nghĩ là như vậy, mình phải thành thật, mình nói những cái gì mà mình cần chia sẻ đó, và quan trọng nhất đừng có tấn công nhau ha. Tình huống của bạn ấy là không có được tốt, mà Ni nghĩ đó, để giải quyết được hết tất cả mọi thứ đó, mình có thể là rũ bỏ nó đi, nhưng mà mình bắt đầu lại từ đầu thì nó cũng sẽ rất là khó khăn. Không có gặp cái trở ngại này thì cũng sẽ là những trở ngại khác. Cho nên đừng có nghĩ là hôn nhân của mình, ly hôn là cái câu trả lời cuối cùng. Trước khi mình ly hôn, mình có thể làm một cái nữa, đó là cả gia đình của mình dọn qua một cái thành phố lân cận đó sống, hoặc qua một cái tiểu bang khác sống, thì chỉ có gia đình của mình với nhau thôi. Đó vẫn còn là cái giải pháp. Tuy nhiên mình chưa có muốn đi đến cái bước đó, thì mình thử những cái bước trước để mà mình coi thử nó tới đâu. Chứ Ni nghĩ đó, hôn nhân nào nó cũng sẽ gặp trục trặc, không cái này thì nó cũng là cái kia. Trong mắt của Ni, khi mình đi đọc câu chuyện của bạn, thì Ni thấy bạn có rất là nhiều điều mà mình đáng rất là ngưỡng mộ rồi. Mình đừng có áp lực cho mình quá, mình sẽ tìm cách gỡ rối từ từ. Ni hy vọng là câu trả lời của Ni đó sẽ cho bạn một cái điểm sáng nào đó để mà tìm được thấy cái con đường của mình đi. Nhưng mà hôn nhân của mình còn tốt lắm, đừng có từ bỏ nó sớm như vậy ha. Và Ni biết đó, bạo lực trong hôn nhân không chỉ là về thể xác mà về tinh thần, và những cái mà bạn đang trải qua đó là nó còn kinh khủng hơn là bị đánh về thể xác nữa, đúng không? Cho nên là mình tỉnh táo lại, mình
đi vào cái mấu chốt quan trọng nhất, hai người quan trọng nhất trong cái cuộc hôn nhân này, đó là vợ và chồng. Và chúng ta cần phải communicate, cần phải nói chuyện với nhau. Xuất phát là tình yêu vẫn còn đó, các con nó cần sự trợ giúp của mình. Và Niên nghĩ đó, có người trong con không có xấu đâu. Có người trong con dưới cái sự hướng dẫn của mình thì là mình chi tiết, mình cụ thể, mình muốn như thế nào, mình phải là cái người giữ vai trò quyết định, chứ mình không có giao hết cho một người trong con khác thì là nó mới là phó thác, đúng không? Còn mình vẫn là người điều khiển mà, cho nên là chỉ còn có cách là mình nói chuyện với nhau thôi nha.